Hoenye từng gây ra nhiều ý kiến trái chiều khi tham gia Chị Đẹp. Nhiều người từng không hài lòng cho rằng nàng hậu mờ nhạt, không xứng vào chung kết. Thế nhưng, sau khi chương trình kết thúc, khán giả bất ngờ quay xe yêu mến người đẹp này. So với 29 người đẹp còn lại, Hoenye khá khác biệt. Cô là hoa hậu nổi tiếng, sở hữu ngoại hình đẹp, có khả năng catwalk, nhưng với ca hát nhảy múa, cô chưa từng thử sức. Suốt hành trình dự thi, người đẹp 9X nhiều lần gây tranh cãi vì cả giọng hát, khả năng nhảy, khả năng lãnh đạo đều hạn chế. Khi làm đội trưởng ở công diễn 2, vai trò của Hoenye mờ nhạt khiến nhóm xếp cuối và mất một thành viên. Trong đêm chung kết, Chị Đẹp đạp gió rẽ sóng, Hoenye thuộc đội của Emily. Tuy không lọt vào đội hình ra mắt, nhưng cô để lại ấn tượng tốt. Trong tiết mục mắt sắp, tiếng Việt, thư pháp, Hoenye mặc váy lấy cảm hứng từ trang phục của các dân tộc thiểu số Việt Nam. Cô đội vương miện và đóng vai trò như một đại sứ văn hóa, kết nối người dân từ mọi vùng miền đất nước. Lần này, người đẹp không chỉ nói tiếng ED dân tộc của cô, Hoenye nói xin chào Việt Nam bằng hơn 10 thứ tiếng khác nhau như dân tộc Tày, Thái, Mông, Chăm, Giao. Có lẽ đây là tiết mục duy nhất trong chương trình mà Hoenye thể hiện được những gì cô có, bản sắc riêng, vẻ đẹp riêng và một chiếc vương miện. Phong cách dân dã, mộc mạc vốn gắn liền với Hoenye từ các cuộc thi hoa hậu đến game show giải trí. Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 luôn tận dụng mọi cơ hội để truyền tải thông điệp đoàn kết, hòa bình. Thời điểm nhập cuộc, Hoenye là một trong những thí sinh có điểm vòng thi cá nhân cao nhất, 86 điểm. Cô thừa nhận mình yếu nhất về mảng ca hát, nhảy, trình diễn trong tất cả các chị. Đến khi tham gia show, Hoenye mới vỡ lòng học hát, nhảy. Vì vậy, cô có phần mờ nhạt, lép vế khi đứng cạnh gần 30 nghệ sĩ có kinh nghiệm hoạt động showbiz. Tại vòng công diễn 5 của Chị Đẹp đạp gió rẽ sóng, Hoenye từng gây tranh cãi khi thể hiện ca khúc Em Gái Mưa. Ngay khi chương trình lên sóng, người đẹp ED đã nhận về rất nhiều bình luận trái chiều. Bản phối Em Gái Mưa do Hoenye thể hiện có tiết tấu quá nhanh, làm mất đi sự truyền cảm vốn có của ca khúc ballad. Thậm chí khán giả cho rằng Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 hát cho có, kết thúc nhanh, cách trình bày ca khúc của Hoenye cũng bị cho là thiếu cảm xúc, giống đang hát karaoke. Một số khán giả thường Hoenye hướng tâm điểm chỉ trích về đội trưởng Emily. Ban đầu, Hoenye định chọn Mây và Núi để biểu diễn cồng chiêng. Tuy nhiên, Emily đã chọn thể hiện thổi sáo ở ca khúc Mây và Núi, yêu cầu Hoenye hát Em Gái Mưa. Gần đây, chồng ca sĩ Thu Phương từng chia sẻ về câu chuyện hậu trường Chị Đẹp. Cả Linh Ly và Hoenye chưa một lần có duyên cộng tác với Thu Phương nên cả hai tranh đấu để được trải nghiệm này. Cuối cùng là Hoenye đã nhường cho Linh Ly. Cho đi và hy sinh là dấu hiệu của sự trưởng thành. Sự nhún nhường và cho đi của Hen đã khiến Thu Phương khóc rất nhiều trong buổi chọn đội. Chương trình đã biên tập nhiều để giảm đi phần cảm xúc. Từ đầu chương trình cho đến khi kết thúc, đêm ấy khiến Thu Phương mất ngủ và sáng hôm sau bị tụt huyết áp cả ngày. Chồng Thu Phương tiết lộ, trong các tiết mục, Hoenye có thể là người mặc đồ đơn giản, ít điểm nhấn nhất, có thể hát ít, đứng rìa thường xuyên, có thể được gọi là Miss vòng loại vì có mặt trong vòng loại trừ quá nhiều lần. Có thể thấy, Hoenye đã không bỏ cuộc và trụ lại đến vòng cuối cùng. Với những nỗ lực đó, Hoenye đã có một hành trình trọn vẹn ở Chị Đẹp đạp gió rẽ sóng.